có vẻ nó đang thì dư thừa sức khỏe rồi. Tưng tửng này. Hy vọng là nó sẽ làm tốt cái phần thi của mình. Tiếp tục đến phần thi không dây. Thường mà thi hỏng là hay bị hỏng ở cái phần không dây này và cái phần nằm chờ. Nhưng con này thì thi thì tốt, con này thì không sợ. Nhảy nghịch, kiểu vừa đi nhưng mà vẫn cần vừa nghịch. Nhìn như phong cách như này em này sẽ hoàn thành tốt cái phần thi của mình thôi. Xuất sắc. Làm tốt cái bài thi của mình, chín con Malinois đang bị